Xin chào cuối tuần cả nhà nha. Đây, hôm nay mình mua cherries. Thì cái hóa đơn mình mua đây. Cherry Mỹ size 9.5. 399.000 đồng một ký, của mình là nửa ký là 199.500, coi như là 200.000. Đó. Đây. Thì nó sẽ đây, nó để size 9.5 nè. Đó, cho cherry Mỹ. Bây giờ mình để mình đi rửa đi rồi mới ăn được nha. À, sẵn tiện đây mình lại mua đây. Đây là cái hiệu Farmer Market nè. Đó, thì hồi mình mua chi nhánh Nguyễn Minh Khai nha. Ở Phan Xích Long cũng có nữa. Đó. Rồi sau khi mình rửa xong thì đây là nửa ký cherry Mỹ size 9.5. Mình đang lụm hết 8 trái rồi. Đây là số còn lại nha. Chúc mình sẽ đếm bao nhiêu trái cho các bạn xem. Đó, nhìn cái cherry thích cái cân không? Cái này trên cành nè. Nhìn cân chưa? Cherry mọng nước. Cherry mọng nước. Ăn nha mọi người, ăn nha. Rồi bây giờ mình ăn nha, ăn nha. Xin mời cả nhà, xin mời. Đó, ngon chưa? Đây nè, cũng như cái ấy ở trên đó, nó cái này trên cành, xong ta bẻ xuống. Rồi đây là size 9.5 nha mọi người, size 9.5 nha. Hai ngón tay không? Chiều rộng bằng hai ngón tay luôn á. Hai ngón tay bằng chiều rộng, thấy không? Rồi. Không biết ăn sao. Giòn. Trắng này giá cherry giống như vậy bạn. Giống như quả mận Hà Nội á, giữa có cái hạt. Vậy thôi. Ăn rất giống mận Hà Nội luôn, nhưng mà cái vị nó ngọt thanh, nó ngọt, còn mận Hà Nội nó chua chua chát chát, như là ngọt thanh, rất là thơm nha. Rồi đây, mời cả nhà nè, căng mọng luôn ha. Đây, thì mình cắn thử các bạn coi lại nha. Hay có chút ép. Vô. Cái nước nó văng ra đó. Cho đi cái trái này mình ăn vô, cái hạt nó không có cứng như cái mận Hà Nội đâu. Đây không phải lần đầu tiên mình ăn cherry. Mình ăn cherry đỏ rồi, cherry vàng rồi, nhưng mà ăn với số lượng nhiều thì chưa. Còn là mua nửa ký là để ăn không, để tẩm bổ cho em bé. Ta-da. Hồi nãy mình đếm được á, là trong rổ á là 36 trái, cộng với 8 trái hồi nãy mình ăn nữa là 44 trái.
cuốn. Cherry vàng mắc hơn nha mọi người. Hai cái này màu khác nhau nè, thấy không? Bên này là màu đỏ, bên này là màu đỏ thẫm nè. Để ăn có sắc khác nhau sao nha. Mình ăn cái này chưa? Hơi chua chua không? Ăn cái này. Cái trái chua hơn nữa. Thường trái màu đen phải ngọt hơn chứ ha. Ngon. Hồi nãy đầu đầu clip á, mình có cái hóa đơn rồi đó, thì nửa ký này là 200.000. Hình như là cherry cái size nó càng bự thì cái giá nó rẻ hơn, còn cái size khoảng 8 hoặc 8 rưỡi thì nó sẽ mắc hơn hay sao á, mình thấy là như vậy. Ăn thử gì vậy? Để coi cái lưỡi mình đỏ không nha. Lưỡi đỏ nè. Tại cherry màu đỏ mà. Rồi, quay chút cho mấy bạn coi thôi. Mấy bạn nào mà có dịp thì mua thử ăn. À, ở đây á là người ta bán một hộp là nửa ký hoặc là một thùng 2 ký. Chứ mình mua ít hơn người ta không có bán. Đóng hộp sẵn rồi. Ta cân cho mình rồi ta dính giá lên thôi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.